mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm, bây giờ mình sẽ làm, bây giờ là 11:25 tối rồi. Mình mọi người thấy đồng hồ 11:25 tối. Thì bây giờ mình sẽ làm hai món, một món là popcorn và một món là cái gì ta, cái gì mà của người Hàn Quốc á, bánh gạo cay á. Thì mọi người chờ xem coi làm thế nào nha. Thì bây giờ nguyên liệu á, mình cần có gì? Mình cần có một cái máy. Cái máy này nó sẽ có cái nắp như thế này nè mọi người. Đó, mình cần có cái máy. Thì mình sẽ đổ bắp vào trong, mình sẽ đổ bắp vào trong đây ha. Đó. Thì mình cần có bơ. Bơ này là bơ bơ động vật á mọi người. Bơ động vật á là bơ giống như vậy nè, mình mua ở Costco, nó có 4 cây trong đó. Nhưng mà mình sẽ chỉ sử dụng 5 tablespoon. Thì mọi người thấy không, nguyên cây mình chỉ cắt khoảng là 5 tablespoon thôi. Rồi mình cần có bắp, một cái thao, rồi một cái cup. Ok, bây giờ chuẩn bị làm nha mọi người. Oh, bây giờ what do you do? So tell me and then we'll translate it. Here we go. We pour the popcorn in. Bây giờ Ali sẽ đổ bắp vào trong cái máy nha mọi người, để mình cho mọi người xem. Đó. Plug in. Rồi mình sẽ cho bắp nó thổi nha. Rồi mình mình chỉnh 2 nha mọi người. Mình chỉnh 2 phút mà mình phải defrost nha. Còn nếu mà mình nấu á, là hả, cái bơ nó sẽ bung một cái là nó nổ tùm lum hết luôn ở trong cái microwave. Why you don't wait for it? We still have a pop. How? Why? Because it's not good. No, we need to throw. I'd like to put some more popcorn. Đó, giờ tới 30 là mình tắt nha mọi người. Đó, được rồi đó. Chứ không là nó nổ đùng lên luôn. Hiu, so perfect, see it. Mm-hmm. Let's finish the popcorn. Nè, bây giờ mình cho bơ vô nha mọi người. Đó, cho bơ vô, rưới bơ vô. Giờ mình rưới bơ vô. Okay. Continue. Put it on the top right here. Okay, yes. Put it on there. Alright. Oh, do you have salt? This is not salt, this is butter. Mm-hmm. Này, cái này là bơ, bột bơ đó mọi người. Bây giờ muối. Để
để lấy muối cho Ly. A little bit of that. Muối nha mọi người. Oh. It's in hard to go. Yeah. I want to show the salt we use, the pink. Cái này là muối muối hồng á mọi người. There you go. Đó, vậy là xong rồi. Vậy là xong rồi. Giờ ăn thử coi. Delicious. Thì bánh gạo cay. Đây mình có một cái bịch bánh gạo cay. Bây giờ mình sẽ làm cái bịch bánh gạo cay này. Thì làm như thế nào? Thì cái bịch này cũng dễ lắm mọi người. Bây giờ mình chỉ có mua rồi. Bây giờ mình chỉ đổ vô trong cái nồi là xong à. Bây giờ mình có một cái nồi. Trong đây nó chỉ là mình sẽ brings the rice cake and drain the water. So cái này thì mình phải bây giờ cái bước đầu tiên là mình phải rửa bánh gạo, rồi sau đó mình cho thêm 300ml nước vô, xong mình gọi có sốt vô, xong rồi mình nấu cho tới khi nào nó mềm là được. Nếu mình cũng muốn bỏ trứng thì mình bỏ trứng, mà thôi chắc mình bỏ trứng là được thôi. Trong đây gồm có nha mọi người. Trong đây là gồm có cái này là hai gói sốt. Cái này là hai gói làm cái gì á, cá. Còn hai bịch bánh gạo. Rồi thì bây giờ mình sẽ ăn trước một bịch thôi, rồi bỏ một phần lại. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đổ nước vô nha mọi người. Mình sẽ đi rửa cái này. Giờ nửa đêm á mọi người mà đói bụng á. Bây giờ cái cục bánh gạo nè mọi người nó cứng. Không biết à. Nó cứng ngắc à. Bây giờ mình cho bánh gạo vô trong đây. Sau mình sẽ cho mấy cái gói này vô nha mọi người. Cho nước vô. Cái sốt này vô. Bật bếp lên. Kế tiếp là sẽ cho cái sốt này vô nha mọi người. Cái này mình ăn rồi. Ăn cũng ngon. Bây giờ như vậy thôi á. Mình chỉ có lấy đũa quậy lên vậy thôi, rồi để cho nó sôi từ từ á là nó sẽ mềm à. Mọi người thấy nó cứng vậy chứ một lát nữa nó mềm lại à. Yeah. Tự nhiên hồi nãy coi phim Hàn Quốc xong á, cái tự nhiên thấy thèm xong bây giờ lấy ra làm ăn. Nhà mình có, mình mua sẵn á. Nhà mình cũng có cái gì nữa, có cái mì lạnh á, nhưng mà hả chưa ăn thử nữa. Không dám ăn thử, không biết sao nữa, không biết ngon nữa. Mà thấy có nhiều người thích cái món đó mọi người. Thôi bây giờ mình chờ cho nó mềm ha, rồi mình ăn thử. Bây giờ sau khi mà 4 phút á mọi người, thì bây giờ hả nó sôi lại rồi nè mọi người. Nó sôi rồi nè. Thì chuẩn bị ăn. Nó sôi rồi, nó mềm rồi mọi người. Vậy héo, lẹ chưa? Trời ơi, vậy mà nó mau lẹ ghê ha. Ăn vặt với Crystal nha mọi người. Ngon lắm á. Mình ăn thử rồi đó. Mà mình thích cái loại này á. Hồi nãy mình đưa cho mọi người coi cái hiệu á. Thì mọi người mua thử cái hiệu đó ăn nha. Hình như là hả ở chợ Aeon Mall hay là cái chợ Hàn Quốc gì ở bên Gò Vấp có bán á. Hôm bữa thằng em mình á, nó đi qua đó mà nó cũng cho mình coi nữa. Không biết là nó ăn nó thấy sao, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình cũng có nói cho em mình biết á. Em mình là cũng đã bánh gạo cay á mọi người. Mình phải mở cái quạt hút á. Sorry mọi người nếu mà có hơi ồn nha. Tại vì á, nếu không ở trong nhà nó hôi lắm. Bây giờ để cho nó sệt sệt xuống là được nghe.
nó gần được rồi đó mọi người. Nó mềm là được à. Nào mọi người cho mình bóp thử cho mọi người coi nha. Nó gần được rồi. Để mình bóp thử cái này nha. Ui da bà. Đừng văng nha. Hình như cũng gần được rồi. Chứ mình cũng không nữa rồi đó. Mọi người thấy nó mềm mình thấy không? Nó mềm á. Nói chung là cho nó thêm tí xíu nữa cho nó sệt sệt lại nữa là ngon. Cái này nó còn hơi lỏng á. Hồi nãy mình định lấy cái nồi bằng inox á, nhưng mà mình sợ nó dính đít nồi khó rửa nên mình lấy bằng cái nồi không dính. Thì tùy, nếu mà mọi người mà làm cái bằng cái nồi mà inox á, mọi người phải đảo thường xuyên nha. Rồi sôi rồi đó mọi người. Ủa mọi người thấy nó sôi không? Giờ mà có mì gói bỏ vô nữa ngon ha, mà nhà mình hết rồi. Hình như còn mà hết đát rồi chắc. Lâu quá mua không có giờ ăn á. Đó, nó mềm rồi đó. Nó mềm rồi đó. Giờ mình tắt bếp sẽ bây giờ mình tắt bếp rồi mình sẽ ăn thử cho mọi người xem coi. Excuse me. Bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ ăn thử cho mọi người xem coi ngon thế nào ha. Mọi người nhớ chỗ quen thuộc nha. Thì bây giờ mọi người thấy không? Không. Nghe mời mọi người nha. Mình ăn thử cho mọi người xem coi nó mềm chưa. Nóng lắm á. Bớt ạ. Nóng mà. Muốn thử gì ăn nha mọi người. Rồi mình ăn thêm một thứ hai. Bây giờ mình ăn thêm thử miếng nha. Bây giờ mình ăn thêm thử miếng cá. Ngon mọi người. Mọi người mua thử và ăn đi. Mà mua bịch này mình thấm nhất nhiêu tiền, hình như 5 đồng, 6 đồng gì á. Hình như vậy. Nhà mình đi chợ Xmart. Ngon. Nó ngọt ngọt, nó cay cay, mà cái cục gạch bánh gạo á, nó dài dài, rất là ngon. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Mình còn làm những cái video clip tiếp theo hay hơn nữa. Nếu mà mọi người có những cái muốn mình ăn thử món gì, hay là muốn mình đi đâu á, thì mọi người cứ comment ở bên dưới. Hay là mọi người có những cái câu hỏi nào liên quan với chẳng hạn như học, đi học, hay là cuộc sống ở Mỹ, hay văn hóa Mỹ, hay là phong tục tập quán Mỹ như thế nào, hay mọi người chuẩn bị tới Mỹ mà mọi người không biết cách làm hồ sơ như thế nào, hay có những gì mà mình cần biết trước khi mà mình tới Mỹ á, mình chuẩn bị gì á, thì mọi người cứ comment bên dưới thì mình sẽ chia sẻ vào những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp mọi người lại vào video clip tiếp theo nha. Đừng quên nhấn nút like và chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Ok, bye bye, see you next video.